Bây giờ tới một căn nữa. Ồ, nhà này xinh đó nha. Ủa nhà này á, nó có năng lượng mặt trời à ta? Bảy bốn không bốn. Cho mượn tờ giấy trang. Hai gara. Mà cái nhà này nó có cái nhà nhỏ riêng nữa anh. Nhà này xinh á. À, nhà này nhà mới ha, cỏ cây đồ cũng còn đẹp quá chừng. Thành với 700. 700 lần hả? Ừ. Bởi vì tiền nào của đó tiền mà. Tiền của đó chứ. Nó 2150 square feet là gần 2002. 695 cũng như 700. Ừ. 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm. Tiền nào của đó. Nhà này mới ha. Nhà mới. Mới lên kia. Mới lên kia. Không có tiền nào của đó. Mình là biết là tiền nào của đó. Cái này là master bathroom á. Có phòng tắm ở trong. Nhà này nó dễ thơm quá. Nhà thơm. Phòng tắm đứng, phòng tắm nằm. Closet. Đây phòng ngủ master. Dạ. Này phòng khách không để rộng quá. Cái sofa này nằm được luôn nè, nó kéo ra. Kéo ra thành cái giường. Đây phòng khách, ngoài này là phòng bếp. Nhà phòng ăn. Ồ, nhà bếp dễ thương ha. Nhà bếp có dàn ngồi coi tivi rồi nữa nè. Dàn camera ha, security ảnh good đúng không? Ừ. Nhà đẹp á nghe. Nhà này chị mua ở được á. Mua làm Airbnb để dành đi sau này dở. Thằng Toàn nó cũng có mua nhà gần cả triệu làm Airbnb luôn á. Đó, thấy hồ bơi sạch sẽ đẹp không? Nhà này mua về là làm liền luôn, bỏ đồ vô là làm liền, lên liền luôn. Không có sửa sang gì luôn anh. Ồ, lưới hết trơn này hả? Ừ. Không có một con gì vô. Không còn một cái gì mà để sửa. Vô đây chơi cũng có nhà tắm đi đi vệ sinh luôn nè. Có một cái bếp riêng. Bếp riêng nè, bếp là bếp một trời nè. Nấu nước không có hôi nhà. Đúng rồi bạn. Đúng rồi. Nó không hôi nhà, cái nhà này mua ở được à. Ờ, đây tôi cho ở được, quá tuyệt vời. Ở đây nó có lối đi riêng luôn nè, chị đã ở đây có lối đi riêng nè. Nó đường này nó vô đây luôn. Thẳng cái mai đi coi nhà đi nữa, đi gian nào luôn á. Gian đi mai về ở đi mai. Dạ, em thì nhất định về đây rồi. Đó. Mà nhà đâu có tính hồ bơi nữa. Không có mua hồ bơi mà hôm nay mình đi coi nhà Toàn là nhà hồ bơi không? À đúng rồi. Em hỏi mua nhà hồ bơi để làm mình làm Airbnb đó. Ừ. Nên hôm nay không có mua căn nhà cho em được hết. Ồ, đây ở thì tuyệt vời á. À, nhà đẹp ha. À. Ừ, không có cần sửa gì hết. À. Không chị. À, 700 thì mình giá mình nó cao hơn chị à. Thằng Toàn cái nhà ngoài biển đó, mình cần cả triệu á. Máy giặt, máy sấy, phòng máy giặt, máy sấy đây. Đây là mấy phòng ta? Có một phòng rồi nè. Đây. À. Đây là phòng 2 nè. Phòng 2. Đây là phòng 3
Hai phòng này xài chung một hai phòng này xài chung một cái red room này. Ồ, gỗ nè, thay gỗ rồi nè. Gỗ giả anh. Gỗ đó. Không không đem gỗ giả, gỗ thiệt đó. Gỗ thiệt à? Đây gỗ thiệt. Còn cái phòng nào phòng riêng nào? Em nói cái phòng nào phòng riêng nào Julie? À, để đợi anh chỉ đi luôn. Nãy giờ mới có 3 phòng mà còn nó kia còn một phòng riêng nữa. 3 phòng. Chỗ đây ngăn làm một phòng nữa đây. Chỗ này ngăn làm một phòng nó cũng được. Phòng okay. Tại vì bàn ăn của mình để ở đây mình để bàn ăn được rồi. Ha. Còn tại mình phòng khách mình đã có phòng khách rồi đâu cần phòng khách này nữa. Cái này đâu. Cái này để bàn ăn được nè, nó cần cái bếp luôn nè. Bỏ cái bộ này đi nè. Đây là một phòng ok. Nó đang đi kiếm phòng nữa. Ờ kìa nhưng đang kiếm phòng. Ồ phòng khách rộng quá. Ở nhà này về không cần sửa luôn á. Đúng. Về ở xuống không cần sửa. Về bỏ cái tivi vô góc đó là ngồi coi tivi đã. Cái bếp bên ngoài thì nó vô cái nhà thôn thôn định nó có hai cái buồn. Dạ. Có cái bếp ngoài đây em thích lắm. Ừ, mình cũng thích. Dân nấu ăn được bếp ngoài. Dạ. Mà bếp 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 ga nó mới đã chứ. Ừ. Quay rượu. Như phòng ngủ chính đây nè. Phòng ngủ chính đó chứ. Ở sao? Đó, trong đó có nhà tắm luôn á. Cái bếp này thích ha. Sao sao em? Phòng bên không có ra. À bên không ra vô cửa vậy ha. Tại ở đây không phải mùa đông á chị anh, nó không có sợ lạnh phải không? Đúng rồi. Gara nó làm phòng ngủ luôn. Đi vô đường. Mình đi coi mình cũng có idea sau này mình có nhà mà cho thợ neo ở đó chị, làm mấy phòng này cho mướn. Cái gara nè làm như chị vô đây chị đâu biết gara thấy chưa? Có bếp rồi luôn nè. Cũng đồ luôn rồi thấy không? Cho thợ ở là ngon luôn đúng không? À thợ ở là ok. Có nhà tắm luôn. Nhà tắm trong đây luôn nè. Tắm bếp. Đi tìm cái phòng này tìm không ra. Có lối đi đường máy đường ngoài đi ra vô khỏi nắng rồi đó. Làm máy rồi đó. Dạ không anh, ở gara trong nhà mình mà, trong nhà mình không cần xin phép. Ở cái gara trong nhà có gì? Dạ. Bao giờ mình làm ở ngoài mình mới xin phép. Nhưng mà khi anh bán nhà nó không có giá trị nha, nó không có tính vô estimate trong cái nhà nha. Ví dụ như
nó bỏ lên là ví dụ như đa phòng là tính đa phòng, không được tính cái đó là cái phòng. Dạ, nó không có bỏ vô. Ừ. Ý là khi mà mình sửa cái gara mà làm cái phòng á, khi mình Zalo hay là Redfill nó estimate, nó không có estimate cái này vô cái tiền của mình bỏ vô. Nếu như mà nó có heat and cooling, tức là e với cả heat á, thì là nó sẽ tính vô. Nó tính hả? Dạ, trừ khi mà chị không có e and heat thì nó sẽ không có tính vô về cái điện tích sử dụng. Mình nhìn ở ngoài thì giống như là hai cái gara bình thường thôi, nhưng mà ở trong là cái phòng. Hồi nãy giờ hai cái nhà mình đi tìm cái kiểu dạng đó là đó. Đây họ tính trước là cho thuê họ đúng không? Ok. Cái nhà này là không sửa đó. Vô là ở liền á. Ở trước là sạch sẽ đó. Cái thoải mái á. Cỏ đồ cũng thoải mái nên thành chỗ nó đậu xe thoải mái quá, nó đâu cần cái ra thấy không, 1, 2, 3, 4 xe, 5 xe nó đậu cũng được, nó chạy vô đây nó đậu cũng được ha. Đúng rồi. Xong quá rồi. Tạm biệt, hẹn video sau.